Hi, xin chào tất cả các bác, chào toàn thể các anh chị em đang theo dõi kênh em. Em hôm nay lại lên tiếp cho mọi người xem một cái mẫu điều hòa Panasonic, tiếp tục bộ Panasonic các bác nhé. Con ba là full tính năng luôn các bác nhé. Con này con viền đen, các anh em thợ hay gọi được viền đen đây. Lại một con máy 9000 BTU chạy được phòng khoảng 15 mét vuông đổ về đây. Các bác, siêu đẹp luôn các bác ạ. Máy 9000 BTU sản xuất 2012 các bác nhé. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết hình ảnh của con máy này luôn cho các bác xem. Đây, cho các bác xem với một góc 360 độ luôn. Đấy, các bác nha, 360 độ để cho mọi người chiêm ngưỡng em đấy. Con này có cái mã là 222CXR 222CXR các bác nhé. Cục nóng đây cũng là 222CXR luôn. Đó, máy 9000 BTU, hàng cực chất luôn. Nói chung là khá là đẹp đấy. Nó có mã em sẽ view chi tiết vào cái cục lạnh của nó nhá. Nó là 222CXR, sản xuất 2012, điện 100V, công suất của nó là 800W, độ tiết kiệm điện của nó là 7.2 các bác. Thường thường nó tiết kiệm đã 7.1 thôi, nhưng bây giờ con này nó lên hẳn 7.2. Nói chung con này chắc chỉ hít hơi điện để sống không rồi các bạn. Cực kỳ tiết kiệm điện luôn. Máy 9000 sản xuất 2012, mà lạnh nó nặng 14 kg các bạn, 14 kg, cực kỳ nặng luôn đấy. Coi kìa, 14 kg. Đây cho các bác chi tiết, sản xuất 2012, điện 100V, 800W. Em sẽ view về cái dàn bên trong của nó. Trong nó đây, trong nó khá là đẹp đấy. Từng quân ốc vít chi tiết lắm rồi các bạn, view rất là chi tiết. Đấy các bạn nhé, cục nóng này các bác, cục nóng nó là 22CXR, điện 100V, 1,3 kg, 410, khối ngoài trời của nó, tổng khối ngoài trời nó nặng là 39 cân các bác, 39 cân, rất là nặng đấy, 39 cân các bác nhá. Bây giờ nóng đây, dàn nóng có trụng khá là đẹp đấy. Máy 9000, máy 9000 BTU, nói chung hàng rất là đẹp đấy các bạn, hàng rất là đẹp đây thôi nhá. Như con máy 9 này em bao đủ đồ, giá treo cục đổi nguồn, cả cục đổi nguồn luôn các bác nhá. Em bán đa số là đủ đồ cho các bác, các bác về thì công lắp đặt thì ông đồng dây dợ tính đi tinh thôi đấy. Giá treo ông đồng, em nói lại nhá, nó là cục đổi nguồn đây, điều khiển đây, giá treo mà lạnh các bác nhá. Đấy, các bác về chỉ công lắp đặt giữa ống đồng, dây dợ linh tinh. Đấy, thôi nhá. Đấy, mà tất cả đều zin nhá các bác nhá. Đấy, đều zin luôn. Cái giá treo cũng là giá zin, điều khiển cũng là điều khiển zin hết các bác, điều khiển zin phải hết 100%. Với cái giá các bác là 8 triệu các bác nhá. Máy 9000. Sản xuất 2012, hàng vít, Ecolavi, Lalo, lăng nia dọn dàn, nọc không khí bù ẩm các kiểu linh tinh, tất tần tật. Nói chung rất là nhiều tính năng của cái máy vít này. Các bác nhìn này, nó cao to đen hôi kinh khủng luôn, rất là cao. Nhìn con khối này to dã man, mà máy phun tính năng rất là nhiều tính năng, lưng mia dọn dàn rồi hút ẩm rồi nọc không khí rồi bù ẩm các thứ linh tinh đầy đủ cả, mà chỉ có giá là 8 triệu đủ đồ các bác nhé. Đấy, giá thì em bán chỉ có 8 triệu thôi. Thế các bác cần inbox chưa hoặc alo em, số điện thoại là 0961519122 các bác nhé. Giá 8 triệu con vít này ấy, siêu đẹp, nói chung con này còn siêu đẹp luôn. Máy thì máy 9000, 15 mét vuông thì chạy được tất cả các phòng của Việt Nam mình. Phòng ngủ, phòng khách, con này nắp phòng khách thì ôi trời ôi luôn, cực kỳ đẹp. Các bạn, phòng khách thì cực kỳ đẹp luôn, không chê vào đâu được. Ai đến chỉ có khen tăm tắp thôi. Đấy, con riêng con máy này. Lại còn tiết kiệm điện, chạy êm ái, không nghe tiếng động luôn. Đấy các bạn, rất là êm, chạy chỉ nghe tiếng quạt thôi, tiếng lốc không nghe thấy, như máy Việt của mình chạy kêu mầm
mà điện yếu một tí cũng chạy ok các bạn, điện yếu một tí chạy ok vì nó điện sử dụng công điện 100V, đúng không? Nó xuống nó yếu thì tầm 90V thì chạy thoải mái đấy, nên rất là ok các bạn nhá. Bác cần inbox chưa? Điện thoại trực tiếp số điện thoại là 096 15 19 122 các bác nhé. Đấy, em sẽ view nhìn tiếp cho bác xem. Khá là đẹp. Chúng khá là đẹp. Các bác nhé. Đấy, ok. Cảm ơn các bác đã dành thời gian vàng ngọc của mình để xem video nhé. Đấy, rất mong các bác ủng hộ lâu dài các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác.